Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi phản biện một số những cái nhân vật đang nói về cái câu chuyện của Hồng Loan và chị Ni, thưa các cô chú anh chị. Cái điều mà mình bất ngờ mới đây á, trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình thấy một cái video clip của anh chàng thám tử. Và tối ngày hôm nay thì mình lại thấy cái buổi livestream của anh đạo diễn, thưa các cô chú anh chị. Hai người này đang có cùng một tần số suy nghĩ. Đó. Anh chàng thám tử thì đưa ra một cái thước video được cho là của một YouTuber đang nói về phía của Hồng Loan đó. Trong cái ngày giỗ tổ ngày hôm qua hôm kia gì đó. Đó, thì anh ấy mang lên, cắt cái đoạn đó mang lên nhưng mà cắt lại thiếu khúc đầu và thiếu khúc đuôi. Cho nên khi mà anh ta bình luận trên cái video đó thì nó không được đầy đủ cho lắm. Và anh ta tự suy nghĩ, tự biến tướng cái câu chuyện đó ra. Đó là cái mục đích chính, đó là không muốn Ni với lại Loan còn chơi với nhau nữa. Đó, gây ra một cái sự xích mích đó. Bởi vì như thế nào thưa các cô chú anh chị? Anh ấy nói rằng có ai lên phản biện hay không? Thì mình cũng xin phản biện nhẹ như thế này. Bởi vì trong cái đoạn đấy nó không có gì gọi là phản biện cả, nó không đáng để mà phản biện. Cái việc mà chị Ni chị ấy đến để mà dự cái buổi lễ trong ngày giỗ tổ đó cùng Hồng Loan nó rất là bình thường, đúng không ạ? Và khi chị ấy đi cùng với một cô bé như chúng ta đã nhìn thấy đó, thì khi mà đi vào thì cô bé ngồi ở ngoài để chờ, cũng cách nhau khoảng một đoạn thôi, khoảng 2-3 mét thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ngồi ở ngoài ghế để mà chờ chị Ni vào để mà thực hiện cái việc mà dâng hương. Thì Loan và một số người ra đón chị Ni vào, đúng không ạ? Và khi mà chị Ni cầm cái giỏ, đang đeo cái giỏ này, bỏ cái giỏ ra để mà để vào một bên, thì định là để cái giỏ đó để mà đi thắp hương, thì Loan là người đã đến trước rồi, đã đến trước rồi nha, chứ không phải là Loan đi cùng với chị Ni đến đó. Và khi mà Loan nhìn thấy chị Ni để cái giỏ ở đó thì thấy ở đấy là rất là đông người, nhộn nhọm, cho nên thôi thì cứ cầm vào. Đó là mình suy nghĩ theo cái chiều hướng tốt nha, tích cực nha. Loan thấy vậy cho nên cầm cái giỏ và nói rằng thôi cầm đi luôn đi. Đó, cầm đi cùng luôn. Trong lúc đứng đó thì cái cô bé mà ngồi đằng sau đó, cái cô bé mà ngồi đằng sau để mà đợi á, ở ngoài ngoài ghế đó, thì cô ấy mới nhìn thấy Loan cầm một lần hai cái túi xách, nhìn rất là cồng kềnh, đúng không ạ? Thì cô bé này với tinh ý này, cái cô bé mà đi cùng chị Ni với tâng ý, cô ấy đã chạy đến và nói với Hồng Loan rằng chị để hoặc là cô để, em hoặc là cháu cầm đi, cho nó đỡ nặng. Đó, cầm cái túi của cô Ni hoặc là chị Ni đi để cho nó đỡ nặng. Thì anh ta lại biến tấu rằng chị Ni trong lúc đánh lạc hướng cho Hồng Loan là đi quay lưng lại, và khi nhìn lại thì có một cái ánh mắt nháy với lại cái cô bé kia. Chỉ cần nhìn cái ánh nhìn thôi là cô ấy, bé ấy đã biết đường lại để mà lấy cái giỏ rồi, để phòng ngừa Loan. Sự tưởng tượng của các anh chàng thám tử này cùng với các anh đạo diễn nó khá là trừu tượng, thưa các cô chú anh chị. Đầu óc của những người này á chỉ hợp với những cái bộ phim viễn tưởng thôi. Đó, có thể suy đoán, suy luận được trước những cái sự việc ghê gớm thật. Nhưng chúng ta cứ nghĩ đơn giản và chúng ta xem hết toàn bộ cái video clip thì chúng ta cũng đã nhìn thấy. Đúng không ạ? Nhìn thấy được tất cả những cái biểu hiện của chị Ni hay là Hồng Loan. Và cái cô bé kia sau khi mà chị Ni thắp hương xong ở bên trong nhà đó, đi cùng Hồng Loan ra, thì chính cô bé đó đã đi đằng sau lưng của chị Ni. Điều đó nó rõ ràng mà, có gì đâu là phản biện. Nó rất là bình thường. Nói cái gì mà nó thực tế hơn một chút xíu đi. Nói lại những cái vấn đề mà cùng với lại các anh đạo diễn đó, đã từng nói rất là nhiều về chị Ni rồi. Ví dụ như là cái câu chuyện mà ở bên Malaysia đó, lập luận những cái vấn đề đó đi cho nó lớn lao, chứ bây giờ cứ để ý đến những cái nhỏ nhặt đó, mà những cái nhỏ nhặt đó những người mà nhỏ tuổi thì họ còn nghĩ được, huống hồ gì là ba mươi mấy gần 40 tuổi đầu rồi mà lại không nghĩ được những vấn đề đó, đúng không ạ? Rồi lại đến anh đạo diễn đó, anh ấy cũng có những cái vấn đề về mong muốn rằng là không còn ai ghét ai đó, là không không có muốn bất kỳ ai đến gần cái người mà mình ghét.
Ví dụ như là Hồng Loan thì anh ấy đặt là vô ơn. Đúng không? Nếu mà muốn hỏi á, mình hỏi anh đạo diễn xem Hồng Loan có phải anh đặt cho cái tên là vô ơn hay không? Anh đừng nói là không nha. Nếu mà anh nói không là anh nói sai sự thật. Đúng không? Không có ai tin anh nữa. Đó. Rồi cái việc mà anh nói rằng chị Ni khi mà đi với Hồng Loan thì sẽ không có một cái kết cục đẹp gì. Nhưng mà bản thân chúng ta cũng nhìn thấy trong cái drama của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh á, thì từ đầu đến giờ chị Ni vẫn ở bên cạnh Hồng Loan. Và chị ấy cũng không có nhu cầu để mà mắng chửi hoặc là đôi co đôi cháu với bất kỳ ai, đúng không ạ? Bởi vì người ta xúc phạm đến chị ấy trước. Các cô chú anh chị chúng ta cứ có thể là xem lại hết toàn bộ nội dung trong cái câu chuyện này. Thì có phải là những người kia xúc phạm đến chị đi trước hay không? Cho nên chị ấy mới lên tiếng, chị ấy nói lại là chuyện bình thường thôi. Và mới đây thôi thì có một cái buổi phát trực tiếp của anh đạo diễn này cũng đã cho chúng ta nghe được và nhìn thấy được rằng cái việc mà anh ta đang mong muốn đó chính là chị đi phải rời bỏ Hồng Loan. Đó, chúng ta sẽ cùng đi nghe và trực tiếp anh này nói và chúng ta sẽ phản biện lại những vấn đề mà anh ta nói. Nếu như mà có ở trong cái ống quờ của mấy cái con vô ơn hay là cái con mà ma cô đó thì nên chui ra đi chứ không là ngộp đó nghe, ngộp á thở không được đâu nghe nghe. Anh cũng hơn 1 năm trời đi theo Hồng Loan và chị Ni, đúng không ạ? Vậy anh nói người ta là đĩa thì anh là cái thứ gì? Hay là cũng cùng dạng đĩa như nhau? Cái việc mà anh tiếp cận vào một cái vấn đề nào đó để anh làm tin đó, để anh có thu nhập, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái nội dung mà anh làm trong đó, anh không có xuyên tạc, anh không có bôi xấu, anh không có bôi nhọ hoặc là anh không nói sai sự thật. Đó. Đúng không? Nói chung là anh không mang những cái tính chất tiêu cực trong mỗi cái nội dung của anh làm là được. Là chuyện bình thường. Đúng không ạ? Thời buổi này mà đĩa nó còn đi lộn đường, nó chui nó đốc tầm ba tầm bậy vô, nó kẹt cổ kẹt đầu trong đó tùm lum hết trơn, thấy tội nghiệp, thấy đứt ruột đứt gan luôn quý vị ơi. Tôi nói là không sai, bởi mấy anh đĩa mà anh vô anh nghe là anh bực mình, anh nghe là anh nổi anh nổi khùng lên công lý. Thì nói vậy đó. Rồi kính thưa quý vị, đây là buổi tối hôm nay là những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Long xin chia sẻ với quý vị để cho đại gia đình chúng ta cập nhật thông tin nóng hổi và chuẩn bị sắp tới. Sắp tới đây sẽ có những cái màn kịch rất là hay nha. Rất là hay luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, Hiếu Trần. Thành ra là bây giờ là sắp tới đây là có viễn cảnh, trong viễn cảnh tương lai em không được tốt đẹp mấy, cứ nghe lời anh đi cưng, cố hết nghe ai nha. Bà bé bà ngoại có làm cái gì cũng vừa vừa phải phải nha, chứ bé bà ngoại mà làm cỡ nào làm chứ không qua được cộng đồng mạng đâu. Cộng đồng mạng mà nó soi một cái thì tất nhiên là cuộc đời cũng cũng héo cũng tàn luôn, không có gì mà chịu nổi đâu em, thứ gì mà chịu nổi hả? Đừng cứ giỡn chơi nha. Tối ngày mướn người này điện thoại chửi, người khác điện thoại chửi lắm. Tôi nói một ngày tôi nhận cũng không dưới khi như là 10 cuộc điện thoại. Thưa quý vị, có nhiều ngày mười mấy cuộc điện thoại điện mà chỉ cần vô để đề mở miệng ra nói cho tôi nghe là tôi tắt ngang rồi, là tôi chặn luôn. Anh biết tại vì sao mà có những cái cuộc điện thoại đó hay không? Tôi khẳng định rằng cái điều này, tôi khẳng định rằng Hồng Loan và chị Ni không bao giờ thuê người để mà những người đó người ta gọi cho anh.
họ không có rảnh để mà đi thuê những người đó. Chính vì những người khán giả người ta thấy anh nói chuyện vô lý, không có cơ sở, nên họ mới bức xúc lên và họ gọi trực tiếp đến cho anh để hỏi, để nói. Chứ không phải là tự nhiên mà có cái câu chuyện gọi đâu. Như người ta thì khán giả người ta yêu thương, người ta gọi, người ta hỏi han sức khỏe, rồi chúc này chúc kia. Còn mình thì suốt ngày phải ôm cái điện thoại để chờ những người khác người ta gọi đến, rồi người ta mắng chửi. Có đáng không? Mình phải đặt ra cái câu hỏi là vì sao mà mình bị mắng nhiều như vậy, mình bị người ta nói như vậy. Chứ mỗi lần như vậy lại lên lại kêu than nói rằng cái bà này bà kia bà ấy thuê. Không có cái việc đó đâu. Lâu lâu cũng phải nhìn lại cái bản thân một chút xíu. Còn có nhiều anh bây giờ anh biết rồi, chặn cái số này anh lấy số khác anh nhắn tin cho tôi. Anh nhắn cho tôi cái bắt đầu cái là tôi cũng tắt luôn, tôi cũng chặn luôn, tôi lấy cái số tôi chặn luôn rồi xong. Thành ra đó, nói cho mà nghe nè, con Vân này mà ai có giúp nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó có ăn tàn hỏng đi chăng nữa rồi nó cũng quẹt mõ như thường. Và kể cả cái con Nemaco này bây giờ đó, anh sẵn đây anh khuyên em một lời khuyên nữa nha. Mai em cứ đem cái hình anh lên đưa cho cái đám họ hỗn em bên anh nữa nha. Cứ bên đi. Bây giờ anh chay rồi, không ăn thua gì hết trơn á. Anh khuyên em nè, nên bỏ của chạy lấy người đi nha. Đừng có bám víu vào đây nữa. Em càng bám víu vào đây nữa, anh nghĩ cuộc đời em không tốt đẹp. Hôm nay Long nói cái này, điều này quý vị chứng kiến giùm em nha. Vì sao lại không tốt đẹp? Bây giờ chúng ta phải nhìn nhận rằng chị Ni chị ấy bên cạnh Hồng Loan trong cái thời điểm này và thời điểm trước thì chị ấy nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích gì? Chị ấy đã có những cái phần lợi cho bản thân mình từ trước đến giờ hay chưa? Đúng không ạ? Hay là chị ấy vào để mà quay Hồng Loan rồi nói chuyện với Hồng Loan để tăng cái lượt xem trên cái kênh YouTube của chị ấy để chị ấy kiếm tiền. Có không ạ? Mình thấy cái kênh của chị ấy là không kiếm tiền rồi đó. Không bật chế độ kiếm tiền đúng không ạ? Ủa vậy thì vào đây làm gì ta? Việc gì phải lo sợ rằng sẽ có một ngày như thế này như thế kia? Vậy thì tất cả những gì mà chị ấy phải chịu đựng trong hơn một năm qua còn chưa đủ hay sao? Ngày nào chị ấy cũng phải chịu chịu những lời vu khống này, chịu những lời bịa đặt này, rồi chịu những lời nói mỉa mai này, móc khóe này, rồi gom chung với lại Hồng Loan để làm xấu, ảnh hưởng đến cái danh dự của chị ấy. Ngày nào chị ấy cũng chịu. Vậy mà chị ấy vẫn cứ ở bên Hồng Loan. Nghe nó buồn cười ha. Anh đạo diễn này chắc là mới học được, mới lên núi để học một cái lớp nào đó gọi là thầy bói. Thầy bói có thể hoặc là một nhà tiên tri, bị một nhà tiên tri nhập vào, có thể biết được tất cả những cái sự việc có thể xảy ra và sẽ xảy ra. Tí nữa chúng ta sẽ nghe thấy anh ấy khẳng định. Quý vị chứng kiến giùm nha, giùm cho Long nha. Ni mà cô ơi, rời xa đi, rời xa căn nhà số 4 này đi, âm thầm ra đi đi, bỏ hết tất cả lại phía sau lưng đi, coi như là dĩ vãng. Còn nếu như mà còn tiếp tục ở lại đây bám víu và đòi tiền, đòi bạc, đòi danh dự hay là công sức gì đó đó, thì tôi e rằng là em không không tốt đẹp. Viễn cảnh, trong viễn cảnh tương lai em không được tốt đẹp mấy. Cứ nghe lời anh đi cưng, nếu cưng không nghe lời anh rồi đây cưng sẽ bị tả tơi tơi tả như hoa vàng úa rụng, không còn cái gì đâu nha. Thành ra nghe lời anh hay không là quyền của cưng, nhưng mà ở đây anh phán ra cái điều gì, cái câu nào á là nó chính xác câu đó đó, em Oh. coi chừng, chứ không thì em, anh nói em cuộc đời em là thôi luôn, Nói cái gì cũng cũng đúng như ha. là hoa mà hoa cuối mùa vậy đó. Không còn gì đâu nha, nhớ không? Chắc chưa? Long đã nói thì mọi người cứ để ý xem,
các cô chú, ông bà, các anh chị, các em, các bạn mà đã thật sự tin tưởng Long rồi, vậy Long không có nói nhiều. Thì quý vị cũng hiểu được thằng nào với cái tính khí của Long, khi Long nói cái gì ra đều phải có cơ sở, và Long sẽ nói trước sự việc xảy ra, chứ Long không bao giờ mình để sự việc xảy ra rồi Long mới nói, là có nghĩa là mình nói hùa người ta, nói mình thấy rồi nghe rồi mới nói là nói hùa. Còn Long sẽ tiên đoán trước sự việc này đó. Thành ra là những người mà yêu thương Long á, thì tất nhiên rằng là các cô chú ông bà anh chị em hiểu Long, thương Long. Còn có một số đĩa đó, người ta vào họ cũng nghe, nhưng mà họ nghe để thăm dò. Nói chung là anh có thể dự đoán và tiên đoán được tất cả mọi chuyện có thể xảy ra với một người nào đó, đúng không ạ? Đó, anh là người khẳng định nha. Thế để đợi tôi tí, tôi sẽ mở lại cho anh nghe, xem là cái việc tiên đoán của anh có đúng không. Đây. Đây, thưa các cô chú anh chị. Chúng ta sẽ cùng đi nghe tiếp. Thế nữa thì thưa với quý vị rằng là cái chị này á, còn bao nhiêu cái tội lỗi gây ra nhưng mà đến giờ phút này thì người ta bàn bạc với nhau, người ta thấy đây là một người phụ nữ rất là nổi cộm ở tại Malaysia hiện nay. Và đồng thời nữa thì thưa với quý vị, chị này á, không phải riêng gì cái chuyện căng gà rồi cách cướp giật mà có tổ chức. Nếu mà cướp giật có tổ chức như vậy á, thì cũng đó là cũng lần đầu tiên trên cả thế giới này, người ta nói rằng là cả thế giới này chưa có nghe tiếng rằng là người ở quốc gia này mà đến quốc gia khác mà dám vào nhà người ta để cướp giật mà có tổ chức như vậy, thì đó cũng là lần đầu tiên. Thì bởi vậy lần đầu tiên là do anh không biết thôi. Đã là cái chó thì làm sao luôn thì như vậy được nói, nói được như thế này, có nhìn cũng thậm chí họ không dám cái như làm ăn hay là ví dụ như qua lại với cái cô này, vì cái cô này cũng có nhiều cái thủ đoạn và thậm chí cô này cũng có nhiều cái chiêu trò cũng ngọt ngào, cũng chiêu dụ nhiều người và cái như có thể là sập bẫy rồi dính vào những cái đường dây của cô ta. Thì chính vì cái lẽ đó, nó thật với quý vị, đến giờ phút này Long cảm thấy rằng là đây đúng là một người coi như rằng là phải nói rằng là khét tiếng. Nó thật quý vị. Anh hỏi kia nha. Dạ. Này, chú kia, cũng cái phiên tòa cô muốn dù không ở trên cái bản tin hot nhất trong buổi tối ngày hôm nay của em rồi. Cái này là chúng ta đang đi nghe lại, xem là những cái nhận định, những cái lời tiên tri của các anh đạo diễn này nó có chính xác hay không, thưa các cô chú anh chị. Còn đến giờ phút này thì người ta cũng cho Long biết được những cái thông tin này. Thì dù muốn dù không, ở trên mạng xã hội thì có nhiều cái thông tin đồn đoán khác nhau. Mỗi người có thể đưa mỗi cái thông tin khác nhau, mỗi người có thể rằng là suy đoán khác nhau, hoặc thậm chí rằng là cũng cái phiên tòa đó ngày hôm qua. Nhưng mà rồi á là họ vẫn đưa những cái thông tin, ví dụ như người đưa thông tin kiểu này, người đưa thông tin kiểu kia. À, là vì lý do sao quý vị biết không? Đôi khi người này nói mà người khác nghe, mỗi cách nói khác nhau và mỗi cách hiểu khác nhau, thành ra đôi khi bị nhầm tưởng. Thành ra là nhầm tưởng như vậy để rồi cuối cùng đưa ra những cái thông tin nó thật quý vị nó không chính xác. Chứ còn thật sự quý vị rằng là ở đây rằng là những người này bây giờ họ đọc kết lại một câu rằng là Nimaco không thể thoát tội và Nimaco không thể coi như tại ngoại. Và đó, các cô chú anh chị nghe rõ chưa, anh đạo diễn cũng nghe rõ nha. Đó, anh là người khẳng định đó, tí nữa anh còn nói thêm những cái vấn đề khác nữa. Đây là mình đang mở lại để mà đối chiếu với cái câu nói lúc nãy anh nói với bà con cô bác, là những người nào mà xem cái kênh của anh lâu rồi đó thì có thể biết được rằng anh nói lúc nào cũng đúng cả, lúc nào cũng chính xác cả, và cái tiên đoán của anh lúc nào cũng là trước cả. Mà cô không thể đi đâu cho thoát khỏi được cái vấn đề này đó. Xin lỗi quý vị là như vậy. Ba cái không thể. Tại vì sao mà lại có câu chuyện này, tại vì sao mà người ta họ lại dám khẳng định điều này?
Thứ nhất là cái vấn đề Nimaco có liên quan đến nhiều người và mỗi người có mỗi tích khác nhau. Thành ra ở đây mà tụ tập về tại cái như Malaysia thì chính vì lẽ đó đó, đó là gọi là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có tổ chức, mà tổ chức là nhiều người mới gọi là tổ chức. Một người là không thể gọi tổ chức được, mà nhiều người có nghĩa là từ hai người trở lên là có tổ chức. Và chị ta đã phạm tội rất là nhiều lần. Thì đây là cái tình tiết tăng nặng. Thứ nhất là cướp giật hay là phạm tội có tổ chức là thứ nhất là đó là tình tiết tăng nặng. Và tình tiết tăng nặng thứ hai là phạm tội nhiều lần, là có nghĩa là cố ý phạm tội chứ không phải là sơ ý phạm tội. Thành ra hai cái tình tiết này là hai tình tiết tăng nặng chứ hoàn toàn không có giảm nhẹ. Thì thưa với quý vị, nếu như vậy thì làm sao người ta họ có thể không? Cái việc mà phạm tội nhiều lần mà anh nói là tình tiết tăng nặng á, thì cũng đúng. Nhưng mà nó phải như thế này nè. Ví dụ như là trong cái lá đơn tố cáo này, chị ấy chỉ làm có một lần này thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chị ấy có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm rồi, nhưng mà bây giờ lại tái phạm, thì đó mới gọi là cái tình tiết tăng nặng. Anh nói thì phải cho đúng, cho chính xác. Chứ gom như vậy nhiều cô chú không có am hiểu về luật đó, thì người ta cứ tin vào anh là đúng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây á, tôi muốn nói với anh rằng cái việc mà anh tiên đoán tiền lượng gì đó trước nó hoàn toàn sai. Bởi vì chị Ni, chị ấy đã về và đang ở với lại Hồng Loan, tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy. Và tất cả những lời, những cái điều mà anh nói đây này, anh nói cách đây khoảng hơn một tuần đó, cả chục ngày rồi, tôi mở lại cho anh nghe đó, đúng không ạ? Những cái tiên lượng của anh đó, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy như thế nào. Chị Ni, chị ấy đã về và bình thường. Tôi khẳng định lại một lần nữa, nếu như những lời mà anh nói chính xác về chị Ni khi mà có việc ở bên Malaysia đó, nếu như theo đúng lời của anh nói, thì nó rất là nghiêm trọng. Và cái việc nghiêm trọng đó thì không thể nào mà chị Ni về dễ dàng như vậy được. Đó, chắc chắn là không về được. Nhưng mà bây giờ thì sao? Người ta có tội đâu mà bắt giam, đúng không ạ? Hoặc là người ta chỉ sai phạm ở mức độ nhỏ nào đó thôi. Ở cái mức mà có thể là cảnh cáo hoặc là phạt hành chính đó, về những cái hành động đó, là chuyện bình thường, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà nghiêm trọng như lời anh nói được. Mình muốn chứng minh cho tất cả mọi người rằng những gì mà anh ta nói nó không đúng, nó không có thực tế, và cứ mơ mộng giống như là nghĩ ra những cái vấn đề mà nó giống trong phim viễn tưởng vậy đó, không có thực, để đưa vào cái nội dung của câu chuyện của anh ta để anh ta phân tích. Và đó là những gì mà mình muốn truyền tải lên cho các cô chú anh chị biết trong cái video clip này. Mình xin được tạm dừng cái video clip và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.